Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Big 7 Premier League trên kênh 10 luyện viên Anh Quân Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của nhóm đại gia tại ngoại hạng Anh. Theo những thông tin từ truyền thông Anh, Arsenal đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với một ngôi sao sau khi chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ này mùa giải vừa qua. Ở một diễn biến khác, Liverpool đang nhắm tới mục tiêu chạy cánh đang chơi tại Premier League để tăng cường chất lượng hàng công mùa giải tới. Bên cạnh đó, các đội bóng khác cũng có những biến động vô cùng đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Hãy cùng đến ngay với Big 7 Premier League ngày hôm nay nhé. Mới đây, ban lãnh đạo Arsenal đang lên kế hoạch giữ chân một trụ cột trong đội hình sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của ngôi sao này ở mùa giải 2023-2024 vừa qua. Trong khi đó, pháo thủ đã đón nhận thông tin vui về việc chưa mộ một mục tiêu đang chơi khá ấn tượng tại Euro 2024 lần này. Đây là bước đầu để Arsenal nghĩ về một bản hợp đồng bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 này. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal đã có quyết định chuyển nhượng đầu tiên vào mùa hè này. Pháo thủ sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt David Raya từ Brentford với giá 27 triệu bảng. David Raya sắm vai người thay thế Aaron Ramsdale, song dần trở thành thủ môn số 1 của Arsenal khi phù hợp với lối chơi mà huấn luyện viên Mikel Arteta đang xây dựng cho pháo thủ. Raya đã có 41 lần ra sân cho Arsenal mùa giải trước trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới 20 lần. Với màn trình diễn và phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa bóng, thủ thành sinh năm 95 đã giành giải găng tay vàng Premier League với 16 lần giữ sạch lưới trong giải đấu. Raya hiện đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2024. Kể từ đầu giải, thủ thành sinh năm 95 mới chỉ được trao cơ hội bắt một trận. Cũng theo tiết lộ khác từ chuyên gia Fabrizio Romano, Bologna đang gây khó dễ cho Juventus trong thương vụ Riccardo Calafiori. Thực tế, Juventus đã thuyết phục được huấn luyện viên Thiago Motta chuyển đến Turin từ Bologna. Tuy nhiên, vì lý do này mà Rossoblu dường như muốn bán cầu thủ ra nước ngoài hơn. Theo đó, đội bóng nước Ý được cho là mở cửa với những lời đề nghị đến từ Premier League và Arsenal là đội bóng được bắn tín hiệu. Calafiori dự sẽ khó có thể có giá rẻ sau khi ký hợp đồng 4 năm với Bologna vào mùa hè năm ngoái. Hậu vệ sinh năm 2002 đã có được pha lập công đầu tiên tại Serie A trong trận hòa với Juve vào tháng 5. Riccardo Calafiori là một trong số ít những ngôi sao sáng của đội tuyển Ý tại Euro 2024. Sau pha phản lưới nhà trong trận thua Tây Ban Nha 0-1, Calafiori đã lấy công chuộc tội với pha kiến tạo cho Mattia Zaccagni gỡ hòa trước Croatia, qua đó giúp Azzurri giật lấy tấm vé vượt qua vòng bảng từ chính đối thủ. Bởi vậy, không bất ngờ khi tờ Goal chọn Calafiori và đội hình hay nhất vòng bảng Euro năm nay. Theo nhiều nguồn tin từ bóng đá Anh, Liverpool đang lên kế hoạch chiêu mộ một ngôi sao đang chơi tại Serie A và đã tạo dấu ấn đậm nét tại Euro 2024. Lý do là bởi The Kop muốn tăng cường chất lượng nơi vị trí hành lang cánh ở mùa giải sắp tới. Ở một diễn biến khác, Liverpool cũng mang tới phương án chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh tại Premier League với mức đề nghị khá phù hợp đến với câu lạc bộ chủ quản của ngôi sao này. Theo thông tin từ tờ The Mirror, Liverpool đang có ý định chiêu mộ tiền vệ Victor Kvaratskhelia của Napoli. Đội bóng nước Ý muốn giữ chân trụ cột của mình và cầu thủ này cũng mới có chia sẻ rằng anh cảm thấy hạnh phúc ở đội bóng Serie A. Nhưng mới nhất, việc Croatia nhận thất bại trước Tây Ban Nha có thể khiến Liverpool có động thái rõ ràng hơn trong việc chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi. Victor Kvaratskhelia đã góp công lớn giúp đội tuyển Croatia lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp với bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha. Tiền đạo sinh năm 2001 xác nhận rằng anh sẽ quyết định tương lai của mình sau khi khép lại kỳ Euro ở nước Đức. Bên cạnh Liverpool, Kvaratskhelia cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía Paris Saint-Germain, đội được cho là đã thất bại trong một lời đề nghị khổng lồ trị giá 110 triệu bảng Anh. Theo đó, có thông tin cho rằng Kvaratskhelia không muốn chuyển đến đội bóng chủ sân công viên các hoàng tử, thay vào đó là muốn thử vận may của mình ở Premier League. Tuy nhiên, để có được chữ ký của Kvaratskhelia, Liverpool dự sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hai câu lạc bộ ngoại hạng Anh giấu tên khác. Trong bối cảnh bộ đôi chạy cánh Mohamed Salah và Luis Diaz chưa cam kết tương lai tại sân Anfield, Liverpool đang rất muốn chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè này nhằm làm phương án dự phòng. Thậm chí theo truyền thông Anh, The Kop đã tiến gần đến việc sở hữu Gordon, khi mà phía Newcastle cũng sẵn sàng bán cầu thủ 23 tuổi nhằm kiếm về lợi nhuận trước ngày 30 tháng 6, đồng thời tránh rơi vào rắc rối liên quan đến quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League. Và ngày hôm qua, Team Talk đưa tin Liverpool có động thái rõ ràng khi sẵn sàng trả giá 50 triệu bảng Anh cũng như Kelleher để khuyến khích Newcastle bán cầu thủ ngôi sao của họ. Tuần trước, Gordon được đồn đoán sẽ bất ngờ chuyển đến Anfield khi Newcastle vội vã đến gặp PSA nhưng đã bị từ chối chuyển đến câu lạc bộ thời thơ ấu của Anh sau khi Liverpool không đáp ứng được mức định giá với Trích Trẻ. Và theo Telegraph, Gordon rất muốn chuyển đến Anfield mặc dù lời đề nghị không thành hiện thực và Newcastle lo lắng về trạng thái tinh thần của anh ấy trước khi anh ấy trở lại để tập luyện trước mùa giải. Mới đây, Chelsea đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ một ngôi sao trẻ ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Đáng chú ý, cầu thủ này đã có một khoảng thời gian chơi bóng tại Barcelona.
Trong khi đó, mục tiêu tin đồn của The Blue đã chính thức lên tiếng về tương lai trước những tin đồn anh sẽ chuyển tới Stamford Bridge ở mùa giải tới. Ghi được 2 bàn trong 7 lần ra sân cho đội 1 Barcelona vào mùa giải 2023-2024, Cuiu hiện chính là cầu thủ của Chelsea sau khi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm cho đến năm 2029. Thỏa thuận bao gồm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng đến năm 2030. Chiến lược chuyển nhượng của Chelsea dưới sự lãnh đạo của Todd Boehly chủ yếu tập trung vào tài năng trẻ đang phát triển và Cuiu 18 tuổi đại diện cho bước tiến mới nhất theo hướng đó. The Blue đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 5 triệu bảng Anh của cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, khiến đây trở thành một món hời trên bàn đàm phán. Tôi vô cùng vui mừng khi được ký hợp đồng với Chelsea. Tôi đã mất ngủ đêm qua trước chuyến đi đến đây vì quá phấn khích, Cuiu chia sẻ trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với trang web chính thức của câu lạc bộ. Ngay từ khi còn nhỏ, ước mơ của tôi là được chơi ở Premier League và thành công ở Anh. Bây giờ tôi có cơ hội gia nhập Chelsea và tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại thành công cho câu lạc bộ. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tôi phải thích nghi với môi trường xung quanh, điều mà tôi chắc chắn sẽ dễ dàng vào sau đó. Tất nhiên tôi muốn giành chức vô địch Champions League và Premier League cho Chelsea. Ngôi sao người Tây Ban Nha Nico Williams phản hồi trước lời đề nghị chuyển nhượng của Chelsea. Nico Williams đang chờ đợi cơ hội chuyển đến Barcelona sau khi nhận được lời đề nghị từ Chelsea theo báo cáo từ Tây Ban Nha. William đã thu hút sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ trước kỳ chuyển nhượng mùa hè và những màn trình diễn của anh tại Euro 2024 sẽ càng khiến các đội bóng muốn có được chữ ký của anh. Arsenal, Chelsea và Barcelona đều đã bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh này. Và báo cáo từ đầu tháng cho biết Mikel Arteta đã xem William là mục tiêu ưu tiên để củng cố hàng công. Khả năng chuyển nhượng của William cũng dễ dàng hơn nhiều nhờ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 55 triệu euro với Athletic Bilbao. Theo tờ báo Tây Ban Nha Sport, Chelsea đã tiếp cận William thông qua một người trung gian. Tuy nhiên, câu lạc bộ Premier League này đã được thông báo rằng ưu tiên của cầu thủ chạy cánh này là gia nhập Barcelona. Mới đây, trên trang chủ của câu lạc bộ, Man United đã chính thức công bố nhân vật sẽ nằm trong ban lãnh đạo của đội bóng ở mùa giải tới. Và đây là cái tên không mấy xa lạ với các khán giả. Trong khi đó, Quỷ Đỏ cũng đã có những bước đầu tiên để tiếp cận một ngôi sao nơi hàng phòng ngự với mong muốn có được chữ ký của cầu thủ này ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa xác nhận việc Dan Ashworth chính thức trở thành giám đốc thể thao mới của Man United sau nhiều tháng đàm phán. Man United đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ Dan Ashworth sau khi đạt được thỏa thuận đền bù với Newcastle United. Ashworth, 53 tuổi, được đánh giá cao là một giám đốc thể thao tài năng với nhiều kinh nghiệm, từng làm việc tại Brighton và Liên đoàn bóng đá Anh. Việc bổ nhiệm Ashworth là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa Man United và Newcastle United. Theo thông tin từ The Athletic, hai bên đã đạt được thỏa thuận về mức phí đền bù cho thương vụ này. Ashworth dự kiến sẽ bắt đầu công việc tại Old Trafford ngay lập tức. Ông sẽ phối hợp chặt chẽ với huấn luyện viên Erik ten Hag để xây dựng một đội hình mạnh mẽ và cạnh tranh cho các danh hiệu lớn. Sự xuất hiện của Ashworth được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Manchester United. Đây là một bước đi quan trọng của Sir Jim Ratcliffe trong nỗ lực tái thiết Quỷ Đỏ và đưa câu lạc bộ trở lại thời kỳ đỉnh cao. Bayern Munich chuẩn bị bán trung vệ Matthijs de Ligt nếu mức giá yêu cầu được đáp ứng. Man United là một trong những bên quan tâm. Bayern đang tìm kiếm một khoản tiền 50 triệu euro, khoảng 42 triệu bảng Anh cho De Ligt, theo như Sky Sports Germany đưa tin. Con số sau đó sẽ được thổi phồng thêm bởi nhiều khoản phụ phí khác. Người đại diện Rafael Lapimenta đang tìm kiếm một giải pháp tốt nhất và Bayern được cho là đang liên hệ với United. Một động thái chuyển đến Old Trafford sẽ chứng kiến De Ligt hội ngộ với Erik ten Hag, người mà đã giúp anh phát triển mạnh mẽ khi còn là một thiếu niên ở Ajax. Mối quan hệ trong quá khứ đó cùng với sự sẵn sàng của cầu thủ dường như là một yếu tố thúc đẩy vì De Ligt muốn chuyển đến United và Ten Hag cũng muốn động thái này, nhưng vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào từ Manchester, mặc dù một báo cáo cho thấy một đề xuất hợp đồng đã được đưa ra cho De Ligt. Mới đây, sau thất bại của đội tuyển Bỉ trước đội tuyển Pháp tại vòng 1/8 Euro 2024, tiền vệ Kevin De Bruyne cũng đã chia sẻ tương lai của mình tại Man City. Ngoài ra, The Citizen đang nhắm tới một trung vệ hàng đầu tại La Liga nhằm tăng cường chất lượng nơi hàng phòng ngự ở mùa giải 2024-2025 tới đây. Dù đã bước sang tuổi 33, tiền vệ Kevin De Bruyne vẫn đang là nhân tố cực kỳ quan trọng trong đội hình huấn luyện viên Pep Guardiola. Cầu thủ người Bỉ chỉ còn một năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad, đang có tin đồn cho rằng các câu lạc bộ Saudi Pro League muốn chiêu mộ anh, nhất là sau khi giám đốc thể thao của giải Ả Rập là Michael Emenalo đã gặp gỡ De Bruyne ở Club World Cup hồi tháng 12 năm ngoái. Tờ HBVL của Bỉ đã hỏi De Bruyne rằng anh có ở lại Man City vào mùa giải tới hay không. Ngôi sao 33 tuổi trả lời: "Có chứ, tôi đã đọc rất nhiều tin tức về một thương vụ chuyển nhượng tới Saudi, nhưng tôi chưa nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi có gặp Emenalo ở Club World Cup. Tôi biết ông ấy nên việc chúng tôi trò chuyện là hợp lý, nhưng câu chuyện không phải là về chuyển nhượng. Tôi đã ký hợp đồng ở thời điểm phù hợp. Nếu có một lời đề nghị tốt và bạn nói với Pep rằng bạn muốn ra đi thì thương vụ đó khả thi. Điều này có thể khác ở câu lạc bộ khác, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn ra đi."
Ngay sau khi tuyển Uruguay chính thức tiến vào tứ kết Copa America 2024, đã rộ lên những tin đồn về việc Man City đang dự định chiêu mộ hậu vệ của đội tuyển Nam Mỹ này là Ronald Araujo. Tương lai của cầu thủ quốc tịch Uruguay này đã là đề tài gây tranh cãi trong vài tháng qua. Theo thông tin từ El Chiringuito, City là một trong những đội bóng đứng đầu trong cuộc đua để chiêu mộ Araujo. Cùng với Newcastle United cũng đã có thông tin cho rằng đối thủ Manchester United cũng đang trong cuộc đua để chiêu mộ trung vệ này trong mùa hè này. Thế nhưng chắc chắn Man City có vẻ là bến đỗ hấp dẫn nhất với tuyển thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Barcelona. Báo cáo trên cho biết rằng Barcelona sẽ đòi hỏi một khoản phí khổng lồ lên tới 120 triệu euro, tương đương 102 triệu bảng Anh. Vẫn chưa rõ liệu đội bóng La Liga có sẵn lòng chấp nhận một khoản phí thấp hơn con số đó khi mà điều này có thể là quá khó chi trả đối với Newcastle và Manchester United. Theo nhiều nguồn tin từ bóng đá Anh, Tottenham đang nhắm tới một tiền vệ người Mỹ đang chơi tại Serie A làm dày đội hình trước khi bước vào mùa giải mới. Trong khi đó, một cầu thủ trong đội hình của gà trống hiện tại đang nhận được sự quan tâm lớn đến từ ông lớn tại châu Âu. Không loại trừ khả năng ngôi sao này sẽ rời Tottenham Stadium ngay trong mùa hè này. Theo nhà báo Alan Hutton của tờ Goal, Tottenham vẫn có thể cân nhắc chi 15 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Weston McKennie của Juventus vào mùa hè này. Huấn luyện viên Ange Postecoglou được cho là rất muốn bổ sung cầu thủ cho đội hình của mình, đặc biệt là khi một số cầu thủ của đội 1 dự kiến sẽ được chuyển nhượng sau một mùa giải kết thúc. Trong khi việc tăng cường sức mạnh tấn công dường như là ưu tiên hàng đầu, việc củng cố hàng tiền vệ cũng nằm trong sự chuẩn bị nghiêm túc của đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium và tuyển thủ quốc tế người Mỹ McKennie được cho là có giá chuyển nhượng hợp lý sau khi được đồn đoán sẽ chuyển đến Bắc London. Hàng tiền vệ của Spurs thi đấu khá ấn tượng mùa giải trước với bộ đôi rất chất lượng ở giữa sân như Bissouma hay là Malang Sarr. Tuy nhiên, không thừa khi huấn luyện viên người Australia đưa về thêm một lựa chọn có thiên hướng phòng ngự tốt. Hornets sẽ cần thêm một số lựa chọn phù hợp để đảm bảo đội bóng của gà trống có thể cạnh tranh trên mọi mặt trận ở mùa giải 2024-2025. Mới đây, theo thông tin từ Code Offside, trung vệ Emerson Royal đang thu hút sự quan tâm từ câu lạc bộ Barcelona. Đội bóng xứ Catalan quan tâm đến trung vệ của gà trống là bởi họ vẫn chưa chắc chắn về thương vụ hậu vệ phải João Cancelo, người vẫn đang bận phục vụ đội tuyển quốc gia tại Euro 2024. Trong trường hợp không thể đạt thỏa thuận mua đứt Cancelo từ Man City, đội bóng này nhiều khả năng sẽ ngắm đến Emerson Royal. Sở dĩ có sự quan tâm này là bởi cầu thủ 25 tuổi từng có thời gian thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Tây Ban Nha và anh cũng đang không thực sự đạt kỳ vọng của giới chủ Tottenham. Cũng theo Code Offside, những khó khăn của Emerson đã khiến Tottenham ký hợp đồng với Pedro Porro, người đã trở thành lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải của câu lạc bộ Bắc London. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, gà trống vẫn chưa có bất cứ một động thái nào cho thấy sẽ chia tay hậu vệ người Brazil. Newcastle đã ra quyết định về tương lai của sao Lewis Hall sau khi chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ này ở mùa giải 2023-2024 vừa qua. Trong khi đó, một cựu huyền thoại của Chích Chòe mới đây đã dự đoán tương lai của chủ công Newcastle khi anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các ông lớn tại châu Âu. Cách đây vài giờ đồng hồ, trang chủ câu lạc bộ Newcastle United được thông báo đã hoàn tất việc mua đứt Lewis Hall. Trong mùa giải 2023, hậu vệ người Anh gia nhập Chích Chòe theo dạng cho mượn từ Chelsea. Và với màn trình diễn ấn tượng, anh đã được Newcastle quyết định mua đứt. Trong mùa giải 2023-2024, Lewis Hall đã ra sân tổng cộng 22 lần và đóng góp 2 bàn thắng cho Newcastle United. Ngôi sao 19 tuổi này là một cổ động viên của Chích Chòe từ khi còn nhỏ. Tháng 9 năm 2023, Lewis Hall ra mắt Newcastle United trong trận đấu mà Chích Chòe đã đánh bại Sheffield United với tỷ số đậm 8-0. Chia sẻ trong buổi ký kết hợp đồng, Lewis Hall cho biết: "Tôi vô cùng tự hào khi ra sân thi đấu cho đội bóng ở mùa giải trước. Tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình cùng Newcastle United. Tôi muốn đền đáp niềm tin từ huấn luyện viên trưởng, các đồng đội, người hâm mộ. Họ khiến tôi cảm thấy mình được chào đón ở đây. Tôi là một fan hâm mộ Newcastle United. Điều đó thật đặc biệt đối với tôi khi được khoác lên mình màu áo đen trắng, thi đấu trước những cổ động viên tuyệt vời." Tương lai của tiền đạo Isak tại câu lạc bộ Newcastle vẫn luôn là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng trong những ngày qua. Chân sút người Thụy Điển là điểm sáng của Chích Chòe trong mùa giải vừa qua. Mới đây, theo cựu danh thủ Alan Shearer, Isak sẽ không rời câu lạc bộ trong bối cảnh nhận được sự quan tâm của Chelsea và Arsenal. Chia sẻ với Betfair, Shearer cho hay: "Tôi không lo lắng về tương lai của Alexander Isak khi nhiều đội bóng quan tâm đến cậu ấy. Tôi không cho rằng Isak sẽ rời Newcastle United. Cộng viên Newcastle sẽ phát điên nếu Isak chia tay đội bóng. Tôi không chắc liệu Chelsea có mua được Isak hay không. Tôi xem qua các thông tin, tôi sẽ thất vọng nếu cậu ấy chia tay Newcastle. Isak được một số đội bóng lớn quan tâm, điều đó chứng minh Isak chơi tốt như thế nào. Isak trải qua một mùa giải tuyệt vời, một tiền đạo xuất sắc." Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các đội bóng thuộc nhóm Big Seven tại Premier League được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big Seven Premier League tiếp theo trên kênh bình luận viên Anh Quân Story.